Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành chức năng thành phố tiếp và làm việc với Tập đoàn Liên doanh Phát triển Đầu tư Ý Thái Lan và Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ giới thiệu một số dự án trong danh mục các dự án đang kêu gọi đầu tư của thành phố như dự án đường nối quốc lộ 91 Nam Sông Hậu, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, dự án khu dân cư nhà ở cho người thu nhập thấp. Dự án đường cao tốc Cần Thơ - An Giang - Phnom Penh được xem là một số những dự án thu hút nhiều quan tâm của tập đoàn. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, dự án này sẽ có 3 phương án xuất phát, bắt đầu từ thành phố Cần Thơ đi quốc lộ 91 đến cửa khẩu Tịnh Biên, cửa khẩu Khánh Bình và biên giới Campuchia. Phía Campuchia sẽ tiếp tục kết nối khoảng 100 km đến thủ đô Phnom Penh. Đây là tuyến đường cao tốc loại A có vận tốc 120 km/h, được xây dựng 2 giai đoạn, 6 làn xe giai đoạn 1 và 8 làn xe giai đoạn 2. Theo ước tính, mức đầu tư khoảng 30 triệu đô la 1 km, được kêu gọi theo hình thức BOT và một số hình thức khác. Tập đoàn Liên doanh Phát triển Đầu tư Ý Thái Lan Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời cũng bày tỏ sự quan tâm của mình đối với một số dự án khác. Đại diện tập đoàn yêu cầu có buổi làm việc tiếp theo với Ủy ban Nhân dân thành phố để tìm hiểu và có kế hoạch xúc tiến đầu tư vào dự án. Dịp này, Tập đoàn Liên doanh Đầu tư Ý Thái Việt tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ 6 tỷ đồng nhằm góp phần xây dựng nhà đại đoàn kết của thành phố. In the morning on November 4th, Mr. Trần Thanh Mẫn, Chairman of Ghana City's People's Committee and leaders of committee centers of the city, received and worked with the Italy, Thailand and Vietnam Investment Development Joint Venture Corporation. The leader of the city introduced some projects which the city has called for investment, including the project for linking National Highway 91 with the Southern Hau River, the five-star hotel, the project for building residential area, accommodation for low-income people. The Cantor and Yang Nong Pen Express Road project is considered one of projects which attract concern of the corporation. According to the city's Traffic Transport Department, the project has three solutions for departure from Ghana City running on National Highway 91 to Tịnh Biên, Khánh Bình border gates or Cambodian border. The Cambodian side to link the road with the Phnom Penh capital at the length of around 100 km. This is Level A Express Road at a speed of 112 km/h, divided into two construction phases. Estimated investment level is approximately $30 million on 1 km in a current form of BOT and some other forms. The corporation appreciated the concerned support of the leader of the city's People's Committee while expressing their attention to some other projects. On this occasion, the corporation presented 6 billion Vietnamese dong to Ghana City's Vietnam Fatherland and Friends Committee, with them to contribute to building the Unity House of the City.